Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo thun cổ bẻ như thế này đấy ạ. Và chúng ta sẽ có gần 30 mã sản phẩm nha. Và tất cả những cái sản phẩm của bên em đều là hàng chính hãng, bao ship toàn quốc. Khi mọi người nhận hàng vẫn được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nha. Bên em không nhận thu cọc của khách, nếu mọi người muốn cọc cũng được và không cọc cũng chẳng sao cả. Và tất cả những cái thông tin này, thông số của sản phẩm bên em sẽ đo một cách cực kỳ chính xác và chi tiết, và sẽ ghim nó ở bên phía trái của góc màn hình đây. Sẽ gồm chiều dài áo, chiều ngang của áo, độ rộng của vai, kèm với size của áo nha. Size của áo thì em sẽ phụ thuộc vào cái kích thước của áo, chứ bên em sẽ không phụ thuộc vào cái size mà nó đánh trên áo như thế này đâu. Bởi vì size của châu Á này và size của châu Âu thì nó hoàn toàn khác nhau, cái thông số nó hoàn toàn khác nhau. Mỗi sản phẩm, mỗi thương hiệu nó sản xuất ở mỗi nước thì nó đánh một cái size khác nhau, thì mọi người đừng có quan tâm cái size mà nó đánh trên áo nha. Mọi người chỉ quan tâm về cái chiều dài áo, chiều ngang áo và độ rộng của vai. Thường ngày mà mọi người mặc áo thì nó kích thước bao nhiêu thì mọi người đúng cái kích thước đó mọi người mua hàng giúp em nha. Bởi vì có rất nhiều anh hỏi vì sao mà báo trên thông số áo là size L mà sau trong test áo nó lại đi là size XL hoặc là size S, thì cái đấy em đã giải thích rất là nhiều rồi, thì mọi người lưu ý giúp em nha. Chỉ quan tâm tới cái kích thước mà bên em đã đo đạc và ghim nó ở bên phía góc màn hình đây. Nếu mọi người muốn mua được một cái sản phẩm nó phù hợp với size áo của mình thì mọi người phải biết cái chiều dài áo mình mặc là bao nhiêu, chiều ngang là bao nhiêu và độ rộng của vai là bao nhiêu cho mọi người. Rồi em vào mã sản phẩm đầu tiên, mã C1 thì em lên cho mọi người một con Nike với cái phối màu xanh rêu siêu đẹp luôn ạ. Và độ mới của con này cũng rất là cao. Đây là cái dòng Nike Ghost, con này gần như là nó đẹp nhất cái lô này rồi theo cái nhận xét của em nha, bởi vì cái phối màu của nó rất là đẹp. Logo của Nike được thêu rất là đẹp ở đây ạ. Một con Nike gốc độ mới cao nha. Con này tầm size XL trên 70 cân mặc giúp em. Đẹp nhất là 75 cân và cao 1m73. Là cái size đẹp nhất. Con này nó trên thông số nó đánh là size L đây. Nhưng mà thực ra nó là size L của châu Âu thì nó tương đương với size XL của châu Á nha mọi người. Trên 70 cân và cao trên 1m7 giúp em. Một con Nike này. Mã C1. C2 thì em có một... Em xin lỗi nha, con này chất thun thể thao, con này chất thun thể thao này. Tiếp theo mã C2 này, em có một con Nike. Con này chất cốt tông nha, đây. Ví dụ cụ thể cho mọi người, con này nó đánh là size S. Con này nó đánh là size S, nhưng mà cái chiều dài của nó thì tương đương với size M giúp em nha. Con này mã C2, size S, size M mặc giúp em. Con này thì đẹp nhất là size M, 65 cân, cao 1m68 độ lại. 65 cân, cao 1m68 độ lại. Em tư vấn cái áo cho mọi người thì mọi người chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi nha mọi người. Cái chủ yếu, cái cốt lõi mọi người phải nhìn vào cái bảng thông số bên em cung cấp đây ạ. Tiếp theo mã C3 em lên cho mọi người một con Kappa chính hãng nha. Kappa chính hãng ạ. Logo Kappa được thêu ở đây. Và đây là cái dòng Kappa gốc nha. Con này mã C3 nó cũng tầm size L. Size L nha. Trên thông số nó để là size L. Và con này là chuẩn size L của châu Á luôn. Dài 68, ngang 50, vai 45. 70kg đổ lại, cao 1m7 đổ lại giúp em nha. Con này đẹp nhất là 68 cân, cao dưới 1m7. 65 cân mặc cũng được ạ. Tiếp theo em có một con Puma siêu đẹp, siêu mới. Con này chất thun thể thao, chất nó rất là mát nha. Và độ mới của nó rất là cao, nó phối cũng rất là đẹp. Có một cái túi trước ngực độ mới cao này. Logo của Puma được thêu rất là đẹp lên phía cánh tay. Và một cái logo nữa được thêu ở phía sau đây ạ. Con này phối rất là đẹp nha, và độ mới rất là cao. Một cái sản phẩm như thế này bên em bán với mức giá chỉ có 250.000 và bao ship toàn quốc cho mọi người luôn ạ. Mã C4, con này size M giúp em, 60 cho tới 65 cân. Tiếp theo em có một con ESL, cùng một con YSL này. Đây, một con YSL. Những ai mà sành chơi đồ hiệu chắc chắn là sẽ biết cái thương hiệu này. Và cái thương hiệu của nó rất là lớn. Những cái sản phẩm của nó bán cũng rất là đắt. 9, 10, thậm chí 20 triệu. 100 triệu cho một sản phẩm nha. Nhưng mà trên tay em chỉ là một con áo thun cổ bẻ thôi. Con này giá trị nếu mọi người mua mới thì nó cũng rất là cao. Nếu mọi người muốn biết cái sản phẩm nó, chất lượng nó thường bán với cái giá bao nhiêu, nếu mọi người mua mới, mọi người lên Google đánh cho em cái chữ ESL là mọi người sẽ biết cái thương hiệu nó lớn đến cỡ nào nha. Con này độ mới gần như là 99% luôn. Con này em cũng sẽ bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người, 250.000 để mọi người về trải nghiệm một cái thương hiệu cực kỳ lớn như thế này nha. Và nó là hàng chính hãng ạ. Độ mới 99%, một con YSL chính hãng size L, 250.000 thôi ạ. Bởi vì hàng nó không có nhiều, những cái sản phẩm như thế hàng nó không có nhiều đâu, nó rất là hiếm. Mở vài kiện đôi khi chỉ là 1-2 con thôi. 280.000 cho mã C6. Đây, em có một con Adidas chất thun thể thao nha. Độ mới cao, logo Adidas được thêu 100%. Em xin lỗi, có điện thoại. Alo.
Rồi anh mang qua cho em cái. Rồi tiếp theo này, em có một con Adidas size 100 tương đương với size L nha. Con này độ mới hoàn hảo, chất thun thể thao, made in Korea, dòng Adidas Hàn thì nó làm rất là đẹp, độ mới cao nha. Đây, tem cốt của nó còn nguyên. Con này ngày hôm nay em bán 280.000, độ mới cao, một con Adidas chính hãng thun thể thao này, phối màu rất là đẹp, rất dễ mặc. Tiếp theo mã C7 thì em có một con Nike và nó là của câu lạc bộ Barca nha. Logo của Barca, logo của Nike được thêu rất là đẹp này. Một con Nike Barca. Con này độ mới thì nó trên 8 điểm thôi, nó không có mới quá xuất sắc đâu, nhưng mà thực sự đây cũng là một cái áo rất là hiếm. Ai là fan của Barca thì lấy ngay con này cho em. Con này size M thôi, C7 180.000 thôi. Tiếp theo em có một con Kappa độ mới rất là cao. Đây, một con hàng chính hãng của Kappa. À, bên phía tay áo thì nó sẽ phối một cái dòng chữ Italia rất là sang nha. Con này chất thun thể thao này, nó phối dòng chữ Italia ở đây. Con này chất thun thể thao độ mới cao, hàng chính hãng của Kappa, size L. Con này bán 250.000 thôi ạ. Đây, tem chính hãng của Kappa đây nha, rất là đẹp. Con này ở tem của nó là tem Hàn Quốc nha, tem Hàn à, chính hãng. Mọi người cứ yên tâm ạ. Bên em bao hàng chính hãng cho mọi người chọn đời. Mọi người phát hiện hàng giả, hàng fake, liên hệ bên em sẽ chuyển khoản lại tiền cho mọi người luôn ạ. Tiếp theo em có một sản phẩm của Superior. Con này thì đặc biệt, nó là cái chất mông tư ghi, một cái dòng chơi gốc nha, một cái dòng chơi gốc và chất mông tư ghi. Nó là hàng của Hàn Quốc cho mọi người. Nó là hàng của Hàn Quốc và đặc biệt là một cái điểm là đây, áo nó phối những cái họa tiết chữ của thương hiệu nó dọc trong áo này. Con này rất là sang luôn, chất mông tư ghi màu trắng nha. Con này bán cho mọi người mức giá 200.000 để cho mọi người trải nghiệm những cái sản phẩm của thằng Hàn Quốc. C9 size L, siêu đẹp luôn ạ. Đây cũng là một con rất là mới và rất là đẹp của thằng Crocodile Nhật Bản, cá sấu của Nhật nha. Đây, Crocodile, cá sấu Nhật. Con này độ mới, siêu mới và cái phối màu của nó cũng rất là sang luôn. Đây, phối rất là đẹp. Con này nếu mà size của em là em để em mặc rồi ạ. Chất cốt tông 100%, độ mới cao. Và cái độ hoàn thiện của chiếc áo thì nó thực sự là nó rất là chỉnh chu. C10, con này 230.000 thôi. C11 thì em lên cho mọi người một con Polo Ralph Lauren. Con này size XL. Con này size XL trên 70 cân và cao trên 1m7 mặc giúp em. Con này độ mới cao, form áo gần như là còn nguyên bản. Chất liệu cốt tông 100% và cốt tông của nó là cốt tông rất là mềm. Mọi người mặc lên người, mặc dù là chất cốt tông nó rất là dày nha, nhưng mọi người mặc lên người nó sẽ rất là mát, thấm hút mồ hôi. Con này tầm size XL giúp em. Size XL nha, trên 70 cân, cao trên 1m7, 250.000, mã C11. Một sản phẩm chính hãng của Polo Ralph Lauren. Tem cốt chính hãng của nó đây, và tem của nó là tem Hàn nhé. Đây ạ, siêu đẹp ạ, siêu mới. Tiếp theo em có một con Uniqlo, phối màu cũng rất là lạ nha, phối màu rất là lạ. Một con Uniqlo, con này thì ở lô hàng trước nha. Ngày hôm nay em sẽ siêu cho mọi người 130.000 size L, một con Uniqlo chính hãng, phối màu rất là đẹp. Mọi người mặc đi du lịch cho em nha. C13 thì em có một dòng chơi gốc của thằng 23 gốc này. Đây, những cái logo của nó thêu trên áo siêu đẹp luôn. Màu đen, phối của nó rất là sang nha. Và con này cũng là một trong những cái dòng của thằng Hàn Quốc. Đúng rồi, à không, con này của Nhật nha mọi người. Con này của Nhật, con này áo của Nhật, dòng áo chơi gốc của Nhật Bản. Độ mới nhưng mà chiếc áo mới luôn. Siêu đẹp ạ. Logo nó thêu rất là sang này. Đó. Mấy con này các anh hoàn toàn mình có thể mặc, mình đi tiệc, mình sử dụng vào những cái dịp trang trọng này. Mình đi tiệc, mình mặc đi Tết, mình đi sinh nhật, mình đi đám hỏi, đám cưới này kia. Rất là sang nha. Cái chất liệu của nó cũng rất là tốt. Con này size L, C13, 200.000 thôi. C14 em có một con Polo Ralph Lauren. Con này màu đen, phối màu đen, form dáng nguyên bản luôn. Độ mới cao, logo thêu rất là đẹp. Polo Ralph Lauren, tem vàng, con này size L. 250.000 cho con này thôi ạ, size L nha. Nặng trên 70 cân, cao trên 1m7 mặc cho em, mã C14, 250.000, Polo Ralph Lauren chính hãng. Tiếp theo em có một con thun thể thao của Nike, phối màu xám, phối với trắng nha, phối màu xám trắng. Siêu đẹp luôn. Độ mới cao. Con này bán 250.000, size L, mã C15, chất thun thể thao rất đẹp của Nike. Tem mác, tem cốt còn nguyên ạ. Tem chuẩn của Nike, mã cốt của nó còn nguyên đây nha mọi người. Một con Nike chính hãng size L, 250.000 ạ. Tiếp theo em có một con Adidas. Con này cũng rất là đẹp này, mọi người phối này. Cái dòng Adidas Gold này nó phối siêu đẹp luôn nha mọi người. Cái phối nó rất là thể thao. Con này chất cốt tông, chất cốt tông rất là mịn ạ. Một con Adidas phối màu siêu đẹp ạ. Đây,
phía sau nó phối ba cái sạc ở đây rất là đẹp nha mọi người. Con này thì nó size M, rất đẹp, size M C16 250.000, một con Adidas siêu đẹp cho mọi người đây ạ. Đẹp chưa ạ? Đây, nó có một cái logo rất là đẹp ở đây, rất là tinh tế luôn. Phối cực kỳ thể thao luôn, phối rất là thể thao nha, con Adidas chính hãng. Tiếp theo em có một con Nike mã C17, con này size L. Con này độ mới thì nó tầm 8 điểm thôi, độ mới không có được cao như mấy con kia, nhưng bên em sẽ bán bằng nửa giá thôi nha mọi người. Nhưng mà thực sự con này bán 150.000 bao ship, đồng nghĩa với việc mọi người bỏ hơn 100.000, bỏ ra hơn 100.000 mọi người đã sở hữu được một chiếc áo Nike chính hãng. Thực ra con này độ mới thì nó rất là ok, nhưng mà em cảm giác nó không có mới quá nên em sẽ bán nửa giá thôi. Nên em bán nửa giá thôi. Chứ cái giá trị sử dụng của nó vẫn rất là cao, 150.000 bao ship, bao hời nha mọi người. Và đặc biệt nha, những cái con áo nào mà bên em báo giá sale, bên em sẽ không cho kiểm hàng, không hoàn hàng, không trả hàng với bất kỳ lý do gì nha. Con áo nó không có lỗi đâu, áo chắc chắn không có lỗi đâu ạ. Độ mới nó cũ hơn thì bên em sẽ bán giá nửa giá thôi. Bởi vì một con áo như thế này bán giá 150.000 bao ship mà mọi người hoàn hàng về cho em là coi như xong đời của em luôn nha. Đây một con Nike thêu rất là đẹp, độ mới nó không có quá xuất sắc như mấy con kia thì bán nửa giá thôi. C17. C18 thì em có một sản phẩm của thương hiệu Hit. Này, logo của Hit nó thêu ở đây. Logo thêu rất là đẹp nha. Cái thương hiệu này cũng là một cái thương hiệu chuyên sản xuất đồ thể thao cực kỳ lớn và cái giá trị của cái áo này cũng rất là cao, mọi người mua nó cũng phải tiền triệu chứ không có rẻ đâu. Tem của nó là tem Hàn nha. Một con thun thể thao độ mới rất cao, phối không có gì để chê luôn nha. Con này bán cho mọi người cái mức giá là 200.000, 200.000 nha. Rất đẹp ạ. Con này nó tầm size chiều dài thì nó chiều dài của size M. Chiều dài của size M nha. Con này thì em tư vấn cho mọi người 60 cho tới 65 cân, cao 1m68 đổ lại. 70 cân cũng được. Con này mọi người 70 cân cũng được nhưng phải cao dưới 1m68 nha, bởi vì độ dài của nó chỉ tầm 65 66 thôi. Rất đẹp. Tiếp theo có một con tôm mì phối màu cà phê sữa rất là đẹp ạ. C19, một con tôm mì phối màu cà phê sữa, con này tầm size XL này. Thì mọi người ai mà cao trên 1m7 và nặng trên 70 cân lấy ngay con này cho em. Chất tôm mì của nó, chất nó siêu mịn luôn. Độ mới cao, logo của tôm mì đây, phối màu cà phê sữa rất là đẹp. Con này ngày hôm nay cũng sale 150.000. Mọi người lưu ý nhé, những cái con áo nào mà bên em báo sale là không đồng kiểm hàng đâu ạ. Độ mới cao không có lỗi lầm gì đâu, 150.000 bao ship thì mọi người nên lấy con này đi. Anh nào nặng trên 70 cân, cao trên 1m7, lấy ngay con này cho em. Tiếp theo em có một con Nike mã C20, con này tầm size M nha, size M, nhưng mà anh nào mà phải người gọn gàng nha, anh nào mà bụng to là không mặc con này được đâu, bởi vì nó là cái form slim fit. Con này size M, dài 68 ngang 50 vai 40, size M cho em. Anh nào người gọn gàng này, nhỏ người một chút lấy ngay con Nike này cho em, size S size M mặc được nha. C20 250.000, con Nike chính hãng. Tiếp theo em có một Kenzo, em có một con Kenzo Gop, con này cũng bán giá sale bởi vì con này là hàng bị hoàn này. Khách mới đặt một con áo hiệu Kenzo dòng chơi gốc hoàn hàng về không biết lý do gì, và những cái khách hàng đấy bên em sẽ từ chối phục vụ luôn ạ. Bởi vì một cái đơn đầu tiên, một cái áo mới như thế này, một cái áo hiệu lớn như thế này, áo mới như thế này mà hoàn hàng của em thì bên em sẽ không phục vụ, bởi vì đây là cái đơn đầu tiên, đơn làm quen mà đã hoàn hàng rồi, rất là buồn luôn. Con này ngày hôm nay sale 230.000, lô hàng trước này em bán cái này 350.000 đấy. Còn đây là một cái hãng thời trang nó quá lớn rồi, Kenzo này, một cái sản phẩm của nó bán 5-7 triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Mọi người cứ lên Google mọi người kiểm tra đi. Một cái Kenzo chính hãng ngày hôm nay em phải sale với giá 230.000, size XL giúp em, trên 70 cân nha, cao trên 1m7. Nên những khách hàng mới mà đơn đầu mua hàng bên em, mọi người lưu ý giúp em nha. Mọi người có thể chọn những cái sản phẩm mà nó thực sự nó ưng ý với mọi người thì mọi người hãng đặt hàng nha. Đơn đầu tiên mà mọi người hoàn hàng thì chắc chắn bên em sẽ không có phục vụ tiếp đâu. Và đặc biệt những khách nào mà đặt những cái con áo mới mà không có lỗi lầm gì ấy mà hoàn hàng với bên em sẽ từ chối phục vụ nha. Tiếp theo em có một con Lecat size L này, một con Lecat. Đây, Lecat cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Lecat, con này độ mới cao, chất thun thể thao, mã C22 size L, con này bán cho mọi người mức giá 200.000, một con Lecat siêu mới luôn. Lecat là nó có hàng của Hàn Quốc nha mọi người. Một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Này, một con Lecat thun thể thao siêu mát, siêu mới luôn ạ. 200.000 C22. C23 thì em có một bản Nike chất cốt tông rất là đẹp và nó là của thằng câu lạc bộ của đội bóng Korea, đội bóng của Hàn Quốc nha. Chất cốt tông Nike siêu đẹp luôn, độ mới cao. Những cái sản phẩm mà của những cái thương hiệu Nike hoặc Adidas mà nó làm áo bóng đá này này thì cái giá trị của nó sẽ rất là cao. Con này bán cho mọi người 250.000 thôi. Con này thì cao trên 1m7 và nặng trên 70 cân. C23 250.000, con Nike của đội tuyển Hàn Quốc,
độ mới siêu mới luôn ạ. Tiếp theo này, em có con C24, một con Adidas với big logo ở đây. Chất tôn thể thao siêu mịn, siêu đẹp nha. Độ mới cũng rất là cao. Phối nó đẹp, nó phối đẹp lắm ạ. Con Adidas này phối rất là đẹp nha. Đây ạ. Chất tôn thể thao siêu mịn luôn. Con này bán 300 nghìn, size L ạ. Size L 300 nghìn, Adidas 9H. Tiếp theo này, em có một con Valentino Paris này. Một con Valentino Paris đẹp chưa ạ? Đó, độ mới rất là cao nha. Chất đây, thực sự mọi người sờ vào cái chất liệu của nó thì mọi người sẽ thấy vì sao những cái thương hiệu này nó là những cái thương hiệu nổi tiếng và nó bán với cái giá rất là cao. Cái chất của nó mịn, mịn phải nói là mịn như da em bé luôn, mịn như da em bé. Những cái này mọi người mặc lên người mọi người sẽ thấy khác biệt giữa cái hàng hiệu và những cái hàng bình thường và mọi người mua. Con này rất là đẹp nha, mã C25 250.000 size L. Tiếp theo em có một con Under Armour chất thun thể thao phối màu xanh lá này. Phối màu cũng rất là lạ. Nó phù hợp với các anh mình mặc mình chơi thể thao, khi mình mặc vào thì cảm giác nó sẽ rất là nổi bật. Và cái phối màu của nó không phải là cái kiểu theo cái dạng là quá sặc sỡ, quá lòe loẹt nha. Những cái màu như thế này nó là phối màu thể thao. C26 con này size M, logo của Under Armour đây thêu 100% luôn. Đây, logo Under Armour thêu rất là đẹp nha. Con Under Armour này size M, độ mới thì 99% luôn. 180.000 thôi, Under Armour C26. C27 thì em có một con Fila phối màu xanh ngọc cũng rất là hiếm, con này 230.000, size M, độ mới cao nha. Một sản phẩm chính hãng của Fila, logo thêu siêu đẹp luôn. Đây, tem của Fila đây ạ. Con này chất thun thể thao độ mới 99%. Còn như em đã nói là tất cả những cái lô hàng mà bên em mới khui thì nó có thể nó hơi nhanh, nhưng mà độ mới thì em cam kết với mọi người độ mới nó rất là cao. Ví dụ như con này độ mới 99%, nó như một con áo mà mọi người mua ngoài hãng thôi. 230.000 con Fila phối màu xanh ngọc rất là mới nha. Tiếp theo em có một con tôm mì chất cốt tông 100%, con này cũng size M luôn, mã C28, một con tôm mì nha. Phối màu xanh cũng rất là đẹp, logo của tôm mì thêu ở đây, hàng tôm mì chính hãng nha. Con này bán cho mọi người mức giá 160.000 thôi. 160.000. Này, tôm mì đẹp chưa? Chất cốt tông rất là dày dặn nha. Con này độ mới thì nó cũng sấp xỉ gần 9 điểm thôi, nó không có quá mới xuất sắc đâu, 160.000. Nhưng mà thực sự con này chất nó rất là đẹp và màu sắc form dáng nó gần như là nguyên bản luôn. Tiếp theo có một con Nike chất cốt tông rất là mát, con này chất sờ nó rất là mát nha. Con này nó có một cái vết dơ nhỏ ở đây, mọi người về tự xử lý cho em. Một cái vết bẩn nhỏ ở đây, vết bẩn rất là mờ thôi, nhìn là mắt thường không thấy đâu, nhưng mà nhìn kỹ là sẽ thấy. Và cái vết bẩn đấy mọi người có thể tự xử lý được rồi. Logo Nike thêu rất là đẹp. Con này mặc mọi người chơi thể thao cũng được, mọi người mặc mình mặc ở nhà cũng được, rất là đẹp. Con này bán 160.000 thôi, nó có vết bẩn thì bên em sẽ giảm giá cho mọi người. C29 con này tầm size XL, cao trên 1m7, nặng trên 70 cân, đẹp nhất là 75 cân nha. Tiếp theo em có một con Fredberry. Con Fredberry lên 2 lần mà chưa ai mua, ngày hôm nay em sale cho mọi người 99.000 luôn. Một con Fredberry chất cốt tông 100% bông lúa của Anh Quốc đây. Fredberry cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, ngày hôm nay sale nha. 99.000, mọi người lấy đi giúp em đi. Con này độ mới cao ấy chứ không phải là đồ cũ đâu. Phối màu xanh than rất là đẹp luôn, 100.000, C30. C31 thì em có một con Crocodile. Con áo ghi lê của Crocodile phối màu nâu và trên này nó phối kiểu da lộn này, đẹp lắm ạ. Crocodile cá sấu của Nhật Bản nha. Một con ghi lê, cái chất nó đẹp lắm, cái chất nó vừa gió này pha da lộn này. Con này bán 150.000, giá ưu đãi cho mọi người luôn. C31 150.000, độ mới cao siêu đẹp. Và đấy cũng là cái sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ. Em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình ạ.